Nhím sư xin chào buổi tối mọi người. Hôm nay Nhím sẽ đọc lời mở đầu của cuốn sách Vĩnh Cửu và Vô Thường, Kiếp Người, tác giả Vũ Hoàng Long. Cuốn này thì hiện đang có sẵn ở Mỹ. Nhím đọc lời mở đầu sơ qua, mọi người thấy phù hợp với mình, mọi người có thể nhắn tin để đặt mua nha. Lời mở đầu. Cuốn sách này sẽ không phải những lời truyền cảm hứng, nó cũng không phải một tác phẩm khoa học. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi chỉ vừa mới bước qua độ tuổi 20 chưa được bao lâu. Phía trước mặt là ngã tư đường với những lối rẽ lấp lửng của cuộc đời. Vậy nên tôi chưa đủ tư cách để viết ra những bài học quá đỗi sâu sắc. Đấy là còn chưa kể cuộc đời này cũng đã dư thừa triết lý. Là một người viết, tôi chỉ lang bạc ở đây, xung quanh những con chữ để cùng các bạn nghĩ về những băn khoăn nặng trĩu của kiếp sống. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để được gọi là chín. Chúng ta cũng chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống để đối mặt với mọi sự trong đời bằng thái độ bình tâm và vô vi. Nhưng thời gian thì luôn chảy và tương lai phía trước vẫn luôn để ngỏ đợi chúng ta vun đắp. Các vị tiền nhân dù cao siêu đến mấy thì cũng không thể trả lời được những câu hỏi của tương lai, và họ cũng không thể sống thay cho ta được. Người trẻ có quyền được suy tư và tự cầm bút vẽ nên đường chân trời của sự sống mà họ mong muốn. Tôi thích sự suy nghĩ biết bao, dù đôi lúc nó chỉ đưa chúng ta vào những vòng luẩn quẩn. Trong những khoảnh khắc sự thật ở đời hiện ra trước mắt, ta thấy mình thật bé nhỏ, như hạt bụi bay trong gió trước thế giới đồ sộ của cả thiên nhiên, xã hội và tâm thức. Tôi trân trọng biết mấy những phút giây ngắn ngủi ấy so với chiều dài của cuộc đời. Tôi tiếp tục yêu lấy cái khoảng trống giữa sinh và tử khi nhận ra sự ngắn ngủi của nó trước thời gian. Đây là một cuốn sách bi quan, mỗi lần hoàn thiện một câu văn là mỗi lần tôi đối diện với sự thật rằng sự tồn tại của tôi chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng giữa sự sống và cái chết vẫn có những niềm vui và những nỗi u sầu. Cũng có những sự việc khiến con người nhỏ bé chúng ta cảm thấy phấn khích và muốn đào sâu thêm mỗi lần nghĩ về. Thông qua dòng tự sự cá nhân về những chiêm nghiệm mà bản thân tôi có từ thời thuở thơ ấu đến nay, tôi muốn truyền đạt tới độc giả những suy tư nhỏ mọn về sự sinh ra, về cơ thể, về ký ức, ngôn ngữ, tình yêu hay cái đẹp. Những suy tư này có lẽ không hấp dẫn như cách làm giàu, cách lấy lòng người khác hay cách chữa lành bản thân, nhưng ít nhất nó đã giúp tôi tiếp tục sống và giúp tôi nhìn nhận lại những vấn đề mà tôi cứ tưởng rằng mình đã hiểu. So với những người khổng lồ bên ngoài kia, tôi thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt. Nhưng niềm vui của cõi sống đối với tôi là sống trọn vẹn với sự không mấy đặc biệt ấy. Cuốn sách này nếu dành cho những bạn mới bắt đầu đọc không quá dày. Đối với lại những bạn màu sắc thì gọi là khá là mỏng, chắc đọc tầm 15-20 phút sẽ là xong, rất là nhanh. Sách thì là sách thật cho nên mọi người yên tâm, chất liệu giấy rất là dày. Cuốn này cũng đã được Nhím ép bìa sẵn rồi. Kiếp người không biết về những bài học nhân sinh với triết lý sâu sắc. Nó là dòng tự sự hồi cố về quá khứ ấu thơ của một người trẻ mới bước chân vào xã hội, đi kèm với sự chia sẻ một mảnh đời chung với vô vàn người khác trong xã hội là cú sốc đi tìm danh tính của chúng ta và nỗ lực sống hòa bình với những người khác ta. Vì sao tôi được sinh ra, sự tồn tại của tôi có quan trọng hay không trong vũ trụ nghìn trùng bên ngoài kia? Bằng những phương cách nào tôi có thể nhận thức được tôi là chính mình? Loài người sinh ra với cá tính, bản chất được định sẵn, hay những gì định hình nên con người đều được kiến tạo thông qua những tương tác xã hội? Hãy thử dừng lại ở một quãng nào đó của cuộc đời và suy ngẫm về những câu hỏi trên. Ta sẽ nhìn đời và nhìn chính mình với nhiều gam màu và âm điệu hơn. Khi ấy, ta nhìn những điều hiển nhiên trong cõi đời này không còn hiển nhiên nữa. Cuốn này Nhím mua là tại vì có cái hình em bé này. Tại vì nó giống như kiểu là mình sinh ra lúc mà mình còn trong bụng mẹ mình chỉ như là một giọt máu thôi, mình lớn dần, đôi lúc cũng không có hiểu cuộc đời này có ý nghĩa gì nữa. Thì nhiều lúc mà lạc trôi trong cuộc đời á, mọi người đọc cuốn sách mọi người sẽ thấy mình chậm lại. Tại vì trăm năm là hữu hạn mà ha, sống trên đời này không biết có sống được tới trăm tuổi không nữa. Mình đọc được nhiều á thì cũng không có bỏ uổng một lần tới nhân gian, thì sống cho rực rỡ vào. Bye bye mọi người.